Xin chào các bạn, hôm nay Anna sẽ hướng dẫn các bạn 3 cái cách làm đẹp da mặt từ thiên nhiên vô cùng rẻ mà tốt. Với những công thức này thì bạn hãy luân phiên lặp đi lặp lại thực hiện trong vòng 4 tuần để có thể cảm nhận được cái sự thay đổi rõ nét trên làn da của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến cái phần chi tiết nhé. Cách làm đẹp da mặt từ thiên nhiên hôm nay của chúng ta là mặt nạ làm từ trái bơ, sữa chua không đường và mạ lúa mì. Đây là một loại mặt nạ có khả năng thải độc cho các cái tế bào của da và cung cấp cho tế bào da tất cả mọi dưỡng chất tốt nhất. Mặt nạ đầu tiên của chúng ta gồm có 3 loại nguyên liệu, đó là nước ép mạ lúa mì, bơ và một chút sữa chua không đường. Đây là nước ép mạ lúa mì. Nếu trong trường hợp mà bạn không có nước ép mạ lúa mì thì bạn có thể sử dụng mạ lúa mì dạng bột, hoặc là bạn cũng có thể sử dụng nước ép cải xoăn hoặc là cải bó xôi để mà thay thế nhé. Trong trái bơ có chứa rất là nhiều thành phần dưỡng chất như vitamin E, A, C, biotin và cả axit béo. Cũng chính vì thế mà mặt nạ bơ luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho phụ nữ. Bơ sẽ giúp giữ ẩm cho làn da và lúc da trở nên mịn màng và trị các tình trạng bong tróc, khô và thiếu sức sống. Đồng thời bơ cũng sẽ giúp giảm tiết nhờn trên da mặt và ngăn ngừa mụn. Còn mạ lúa mì là cây lúa mì non 8 ngày tuổi, mình cắt ép ra. Đây là một loại siêu thực phẩm cung cấp 13 vitamin, 10 khoáng chất, 17 axit amin và hơn 100 enzyme có lợi cho sức khỏe của con người. Ngoài việc uống thì cái việc đắp trực tiếp trên da, mạ lúa mì sẽ giúp cung cấp dưỡng chất cho làn da của chúng ta. Chúng ta sẽ bổ sung thêm cả một chút men và axit nhẹ tự nhiên từ sữa chua không đường để cân bằng lại độ pH và đảm bảo cho da mềm mịn nhé. Bây giờ chúng ta đã xong được cái hỗn hợp mặt nạ làm đẹp cho da gồm 3 loại nguyên liệu, đó là mạ lúa mì này, sữa chua không đường và bơ. Bây giờ chúng ta sẽ bôi lên da. Anna thì không thích sử dụng những cái loại chổi để bôi bởi vì là sợ cái nguy cơ mà bị nhiễm khuẩn do nếu mà mình dùng đi dùng lại, cho nên là thường là Anna sẽ dùng trực tiếp bằng tay hoặc là bằng những cái vật liệu bằng inox để mà có thể để lên trên da. Sau khi bạn làm xong như thế này, bạn cũng có thể là để nó vào trong tủ mát trước khi mà mình sử dụng. Và nếu như trong trường hợp bạn không có mạ lúa mì thì bạn có thể sử dụng bột mạ lúa mì. Còn trong trường hợp bạn không có cả bột mạ lúa mì nữa thì bạn có thể sử dụng nước ép cải xoăn hoặc là cải bó xôi để mà thay thế. Mình sẽ để cái mặt nạ này trên da khoảng 15 cho đến 20 phút. Lúc đó thì bạn hãy thật là thư giãn để cho da của mình và cơ thể của mình có cơ hội được nghỉ ngơi nhé. Loại mặt nạ thứ hai mà chúng ta sẽ làm là mặt nạ bơ và nha đam. Thì đây là cái nha đam mà sau khi mà được sơ chế này các bạn có thể nhìn thấy. Nó thành tảng và trông rất là mọng nước, rất là căng mọng. Và đây là cái nha đam mà đã được xay ra. Cách làm đẹp da mặt từ thiên nhiên rẻ mà tốt tiếp theo là mặt nạ dưỡng ẩm và kháng viêm làm từ bơ và nha đam. Các bạn cũng biết là nha đam thì có cái khả năng làm lành vết thương và chống oxy hóa rất là tốt, khử khuẩn cũng tốt, nên là khi mình đắp lên mặt sẽ giúp giảm thâm này, giảm mụn, lành các vết xước và giúp làm căng da. Kết hợp với những cái vitamin có ở trong quả bơ thì sẽ giúp cho ngăn ngừa những cái nếp nhăn này, giảm thiểu tình trạng lão hóa sớm, đồng thời là giảm cái sự tiết nhờn và ngăn ngừa mụn. Và như vậy thì chúng ta đã làm xong cái mặt nạ thứ hai là mặt nạ gồm có bơ và nha đam. Cũng như mặt nạ trước thì Anna sẽ đắp trực tiếp lên trên phần da và để giảm thiểu những cái nguy cơ bị nhiễm khuẩn do sử dụng đi dùng lại cái chổi, thì ở đây mình có thể dùng những cái thìa inox để đưa trực tiếp lên trên da. Và loại mặt nạ thứ ba là chúng ta sẽ làm mặt nạ từ lựu, khoai tây và mật ong. Đây là trái lựu của chúng ta, bạn có thể nhìn nó rất là đỏ mọng, có cực kỳ nhiều dưỡng chất. Đây là nước ép lựu vừa mới được ép ra. Cách làm đẹp thứ ba đến từ thiên nhiên, đó là làm đẹp với trái lựu, giúp trị nám, làm trắng, trị đồi mồi và xóa nếp nhăn rất là tốt. Trong lựu thì chứa rất nhiều punicalagin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đồng thời hàm lượng catechin cao này, lượng vitamin A, E, C nhiều gấp 3 lần so với cả hàm lượng
trong trà xanh hay là rượu vang đỏ giúp cho trẻ hóa làn da nhờ khả năng kéo dài tuổi thọ của các nguyên bào sợi, tế bào sản sinh ra elastin và collagen. Elastin và collagen giúp cho da được săn chắc và cải thiện độ đàn hồi của da. Vì vậy, lựu đỏ được xem là thần dược chống lại các hiện tượng da chảy xệ và lão hóa. Đồng thời, flavonoid ở trong quả lựu sẽ giúp cho da không bị khô, giúp cân bằng trên da và từ đó điều chỉnh các lỗ chân lông, đảm bảo thu nhỏ các lỗ chân lông và giữ cho làn da được giữ nước, tăng khả năng giữ tư nước tốt, từ đó làn da rất là mềm mại. Vậy là mình đã làm xong cái loại mặt nạ thứ ba là mặt nạ từ hạt lựu này, khoai tây và mật ong. Bây giờ cũng như các loại trước thì chúng ta sẽ đắp trực tiếp lên da, và mặt nạ này thì mình sẽ để trên da khoảng 30 phút. Vậy là hôm nay thì Anna đã hướng dẫn cho bạn ba cái cách làm đẹp da mặt từ thiên nhiên rẻ mà tốt. Bạn hãy kiên trì sử dụng và luân phiên những cái loại mặt nạ này, bạn sẽ thấy một cái sự thay đổi cực kỳ đột phá ở trên cái vùng da mặt của mình. Và chỉ sau khoảng một tuần thôi, bạn đã bắt đầu cảm thấy là các cái tế bào da được cải thiện. Và rõ ràng nhất là sau 28 ngày, bởi vì là cái quá trình mà làm mới một chu kỳ da của chúng ta là 28 ngày cho những cái tế bào lớp da thuộc lớp thượng bì. Cho nên là bạn hãy kiên trì, hãy nhẫn nại và hãy dành thời gian cho chính làn da của mình. Nhá. Chỉ sau 28 ngày thôi là bạn đã cảm thấy làn da của mình được đổi mới, sáng hơn, loại bỏ tất cả những cái vết thâm này, những vết đồi mồi này, sạm nám này, cái tình trạng mà da mất nước cũng được cải thiện. Và đương nhiên là lỗ chân lông của bạn sẽ được tinh chỉnh nhỏ hơn, da của bạn sẽ giữ nước hơn và làn da sẽ mềm mại mịn màng hơn. Nếu bạn thấy thông tin này là hữu ích, xin hãy like, share, rung chuông và đăng ký kênh YouTube của Yobo nhé. Anna rất là mong nhận được sự ủng hộ của bạn để có thể nhanh chóng ra những video tiếp theo. Xin cảm ơn bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.